Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Bot Tuấn Đức. Chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu máy giặt của Bot mang cái mã hiệu là WGG244A0SG. Đây là một mẫu máy giặt độc lập của Bot, có cái tải trọng là 9kg, thuộc dòng Series 6. Và cái mẫu máy giặt này thì nó có cái dung tích chứa là tới lên đến là 65 lít và khối lượng của nó là khoảng 75kg. Sản phẩm này thì được bảo hành chính hãng của Bosch trong vòng 2 năm và xuất xứ của nó là ở Trung Quốc. Đó. Mẫu này thì nó có cái độ ồn giặt rất là nhỏ, khi nó khoảng tầm 45 dB, và cái độ ồn khi vắt thì nó là khoảng tầm 69 dB, vậy là không gây ồn, rất là êm ái. Đó. Và sản phẩm này thì nó có cái sử dụng điện là điện 220, và các cái chế độ mà giặt của nó thì cũng có rất nhiều chế độ khác nhau, và đặc biệt là nó có cái chế độ tự động phân phối chính xác nước giặt và nước mềm vải. Đó. Thì đây cái công nghệ này là công nghệ Airy Plus Program, đây là chương trình giặt cho cái người hay bị dị ứng về da hay là gì đó thì chúng ta sẽ giặt cái chương trình này. Đó. Và cái mẫu này thì nó cũng có thêm cái chức năng như là chức năng hẹn giờ. Đó, hẹn giờ giặt cũng có. Đó, và thương hiệu Bosch này thì đến từ thương hiệu của Đức. Và mẫu này thì nó có cái kích thước là chiều cao là 85 cm, chiều rộng là 60 cm và chiều sâu là 59 cm. Đó. Và mẫu này thì khi mà các bạn thao tác sử dụng thì nó cũng khá là đơn giản và tiện lợi. Và hiện tại thì cái mẫu máy giặt Bosch WGG244A0SG dung tích 9kg này thì đang được bán tại đại lý Bosch Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này thì có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập vào website tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.